Mở bài ba trang phục độc quyền chỉ có tại shopgthủ.com. Triệu Vân, Nacroth, Murat, free ship cực hấp dẫn, đặt mua ngay hôm nay. Don't you want to whisper sweet nothings to me? Oh boy, call me the apple of your eye. Love is blind to begin with, but I don't mind. Smile as bright as the sun, oh shine. Your hand as warm as the heart of mine, yeah. Three little words that you say. Xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Một ý tưởng mà bản thân mình đã ấp ủ mấy lâu nay, và cũng như đây là ý tưởng của rất là nhiều bạn khán giả mong chờ. Ngày hôm nay thì bản thân mình mới có cơ hội để có thể thực hiện cho tất cả các bạn, khi mà bộ trang phục Alit Dạ Hội đã chính thức ra mắt nha. Như mọi người biết thì Alit Dạ Hội là bộ trang phục cuối cùng trong biệt đội Dạ Hội đã chính thức ra mắt rồi. Đấy, thế nên ngày hôm nay mình đã tụ hội triệu tập toàn trai xinh gái đẹp để có thể đem đến cho tất cả các bạn một trận đấu mãn nhãn về 5 bộ trang phục Dạ Hội. Có sự góp mặt rất lớn lao của Teo Nát Dạ Hội hiện tại mình đang chơi. Có sự xuất hiện của Alit Dạ Hội, Tulem Dạ Hội, Ryoma Dạ Hội và Richter Dạ Hội. Wow, 5 bộ trang phục này hình như là không có hiệu kỹ năng thì phải. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là về quái ngoại hình, về phong cách ăn mặc nhìn rất là đẹp, kèm theo là nó rất là giống nhau các bạn ạ. Năm bộ trang phục này ăn mặc kiểu màu sắc nó rất là giống nhau. Đấy, ui máu thế, bắn thẳng vào mông bây giờ. Bắn nẻ. Chạy mất dép rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ hóa thân thành Teo Nát Dạ Hội nha, để có thể phục vụ cho tất cả các bạn xem qua về sức mạnh của cô nàng Teo Nát. Kèm theo là được bé Alit đi hỗ trợ cho bản thân mình. Nhưng mà mình không hiểu tại sao biệt đội Dạ Hội đi dự tiệc mà bây giờ phải mang cả vũ khí đi bắn nhau. Ô, Enendo máu à? Cái gì vậy? Ông tét tướng à trời? Trời đất ơi, bắn tiếp anh em ơi. Bắn, cứ thế sấy thôi. Không hiểu Enendo vừa xong làm cái gì nữa các bạn ạ. Nacroth còn xì máu. Ui giời ơi, hai mạng hỗ trợ ngọt sớt. Người thì mang cung đi dự tiệc, người thì mang đao đi dự tiệc, người thì mang kiếm đi dự tiệc, người thì mang trượng đi dự tiệc. Tulem thì không biết mang cái gì ta. Tulem mình chả biết nó mang cái gì đi dự tiệc, toàn vũ khí đó các bạn. Mang toàn vũ khí để đi dự tiệc đánh nhau thôi. Cẩn thận nhá, bây giờ đang có cả Ryoma team mình. Đấy, sấy, ui trời ơi, đau chưa nửa cây. Và bây giờ là một mạng cho mình. Đấy, có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có ăn ấy thôi. Vừa xong là mình tự làm đấy. Đây này, không làm mà đòi có ăn nè. Hình như là mình hơi phũ các bạn ạ. Mình không làm mà vẫn luôn đòi có ăn cái mạng của support team bạn. Cái điểm mà khiến cho bản thân mình cảm thấy rất là vui trong trận đấu này đó là khi mà tạo ra được biệt đội Dạ Hội đi dự tiệc thì đã có phản ứng của team bạn nha. Pen ơi, thích đi dạ tiệc cùng chúng em đúng không?
Alice ơi, cố lên Alice ơi, mình cứ bắn thôi. Đúng rồi, Alice đánh thường ăn mạng hay quá. Thôi, công việc của mình đó là ép trụ càng sớm càng tốt. Nhưng mà team bạn không cho ép thì phải, kéo cả Enodo lẫn cả Quyền Vương nè. Bắn không trượt phát nào bất tử đúng không? Thì cũng chết thôi nha. Rồi, tiếp tục theo là Elendo. Bạn có bất tử thì mình cũng có bất tử, có cái gì đâu. Và sau đó là Hexog. Ui, chết rồi, mình có xíu máu các bạn ạ. Thôi, thôi nào, chết. Ây da, còn xíu máu để support team bạn giết nó có nhục nhã không cơ chứ. Đúng không nhở? Theo như mình cảm nhận là 5 bộ trang phục dạ hội này đều không có hiệu ứng kỹ năng. Lúc đầu vào trận đấu thì team bạn cũng đã thốt lên đó là team dạ hội các kiểu rồi. Chứ còn làm video clip cho mọi người mà team bạn không phản ứng gì thì rất là chán luôn các bạn ạ. Bắn chiêu cuối nè và sau đó là xảy hết một bé. Choáng rồi, không choáng được à? Bắn được đây. Chiêu một mình sắp hồi rồi. Giam ba Quyền Vương. Quyền Vương đứng lại nào. Bắn vào đít. Hai mạng. Tổng cộng bây giờ là mình có 6 mạng rồi. Quý triple kill. Mà nó trâu quá các bạn ạ. Thôi cố gắng ép cái trụ này rồi đi đâu thì đi. Alito cho mình lấy luôn trụ này nha. Mình cứ bắn thẳng vào trụ thôi. Team bạn gọi người lên thì kệ thôi. Chúng ta lấy được trụ rồi. Kiểu gì team bạn cũng chạy ra đường giữa cho xem. Thế nên là bây giờ mình sẽ đứng đây cùng với Alice dạ hội để dự tiệc thử xem nào. Hôm nay sẽ làm món gì đây nào. Chưa thấy ai. Pen xào củ cải nhá. Pen nè. Xào củ cải. Chết. Không kịp ngáp luôn mọi người ạ. Bắn tiếp. Trời ơi, tầm này mình mạnh quá rồi. Lát nữa thì mình cố gắng lên cái cung tà ma. Kích quạt là cân hết. Đấy, sấy rất đau luôn. Mà không chết được. Ui ui, em xin lỗi, em có tốc hành. Tí nữa thì chết. Thôi tốt nhất là bây giờ về đây. Các bạn nào có ý tưởng gì thì nhớ để lại bình luận bên dưới giúp mình nha. Mình sẽ cố gắng thực hiện cho tất cả các bạn. Về biệt đội nè, về những thử thách này. Nhưng mà các bạn nên nhớ là hãy tìm hiểu trước khi là các bạn đưa ra ý tưởng. Bởi vì là có rất là nhiều bạn đưa ra ý tưởng thì mình cũng đã làm ý tưởng đấy rồi. Mình không muốn làm lại nữa đâu các bạn ạ. Lưu ý với mình cái điều đấy nha. Bây giờ mình có cơ hội rất lớn để lấy cái trụ đứng giữa này. Rui tim bạn thì kệ đi, bắn thẳng trụ thôi. Không có ai thủ. Ôi dồi, Enedo à. Từ từ, bình tĩnh. Enedo tim bạn mới level 6 thôi. Chiêu cuối. Và sau đó là chết. Nhanh thế Ryoma ơi. Tránh xa cái vòng tròn chiêu cuối Rui ra nha. Nếu mà chúng ta ở lại thì chắc là có lẽ chúng ta bị úp sọt đấy. Hình như là Richter không có ăn bùa xanh. Thế nên mình sẽ ăn bùa xanh. Tại vì Richter không có xài mana. Mình thấy Alice với Telnet đi với nhau rất là hợp. Các bạn để ý về cái chiếc áo của Alice về Telnet mặc đi. Nó tua rua giống nhau cực kỳ luôn. Kích quạt chiêu 1 bắn thẳng vào mông Elendo. Băng trụ thì cũng giết luôn. Chết, không chết nổi. Thôi thì pen cũng được rồi. Ui, team bạn kiểu như là giao tranh tàn lẻ thôi, đi lẻ thôi. Đấy, Nacros team bạn đang đẩy lẻ thì kia đi. Bây giờ mình ở đây là mình bắn hết này, giữ vị trí bắn này. Không có ai bắt mình thì cứ bắn thôi. Bắn free và bắn tự nhiên. Ui Nacros, em lại sợ anh quá cơ. Em lại sợ. Em sợ anh quá. Trời ơi. Không tin nổi. Phát đấy nếu mà mình có cung tà ma sớm là mình cân được rồi đó. Hiện tại thì đây là một trận đấu thường đó mọi người nha. Mình muốn nói thẳng với các bạn, đó là khi mà tạo ra những cái biệt đội như thế này, rất là sợ nếu mà đấu danh cấm chọn. Một là các vị tướng trong cái biệt đội bị khóa mất. Cái thứ hai bị team bạn bích mất thì làm lại thì rất là khổ các bạn ạ. Nhìn pen team bạn này, trời ơi, mình bắn cực đá luôn vào pen. Bốc cười. Tiếp theo, từ từ team bạn có hai người. À mà team mình cũng có Tulen mà.
Sợ gì bố con đằng nào? Bắn hết. Nè có tim bạn đầy lẻ rồi. Hỗ trợ mình rát này, bắn rát với đá. Kích quạt chưa một lên mà 1, 2, buổi 2 phát bắn bốc hơi luôn. Ép trụ thôi. Nacrot bây giờ vào mình có cung tà ma là mình tuyên bố bất tử luôn rồi. Nhanh nào bây giờ chúng ta ép vào cái con tà thần phát là thắng luôn nào. 9 mạng nhìn rất là đã nha. Ô Enendo này. Chết đấy rồi á, chạy. Ui quyền vượng 2 bắn. Lần này thì chạy đâu. 3 bắn. Rồi Alice nhanh tay quá. Không sao. Tiếp theo là Pen Tim Bàn. Sao cứ ra là chết vậy, không kịp về luôn Rui. Ui cái tầm này chả cần ăn tà thần nữa các bạn ạ. Mình nghĩ là chả cần ăn đâu. Bây giờ đợi lính là ép thẳng luôn đi. Cái Eno Tim Bàn. Đợi lính lên là ép thẳng luôn đường này. Biệt đội dạ hội đi dự tiệc mà gắt quá. Bắn đối phương không trượt phát nào, Nacrot vào không kịp mùa chiêu cuối. Ok, đâm thẳng xuyên tường thôi, kệ Endo tim bạn đi. Bây giờ là quyền vương thủ trụ thì không xi nhê rồi. Từ từ mình bắn hết nha, cái tầm này là bắn hết, bắn sạch. Pen, Rui tim bạn chết, tiếp theo là Pen chết. Endo và quyền vương chết hết. Ok, thế là dự tiệc hình như là hơi quá đà mọi người ạ. Hôm nay là chơi hơi quá đà rồi. Ok và video clip của mình đến là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi biệt đội dạ hội đi dự tiệc của mình đến đây kết thúc nha. Bye bye tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Chào tất cả mọi người. Như mọi người biết thì hiện tại là thời đại 4.0 ngày càng phát triển. Kèm theo đó là dẫn tới một điều là khá là nhiều người thất nghiệp khi không nắm vững được cho mình cách tiếp cận cũng như là công nghệ trên Internet hiện nay và tạo ra cơ hội tìm kiếm việc làm cho bản thân tốt hơn trong tương lai. Dựa theo yêu cầu của rất là nhiều bạn cũng như là mong muốn có thể tạo ra được thu nhập giúp mọi người có thể tiếp cận học hỏi và phát triển trên các nền tảng ứng dụng online. Mình có tạo ra được một kênh YouTube đó là Gớm Thủ Dạy Kiếm Tiền Online. Ở kênh đó thì mình có chia sẻ cho tất cả các bạn những cái kiến thức mà mình đã tập hợp lại trong những năm mình đã làm YouTube. Đồng thời mình cũng có thể chia sẻ thêm một số kiến thức về kiếm tiền online trên các ứng dụng hiện nay như là ứng dụng trên điện thoại lẫn cả máy tính dựa trên các chiến dịch mà mình đã làm và mình đã test và cuối cùng đã thành công. Mình mong rằng kênh YouTube này có thể đem đến cho tất cả các bạn những cái kiến thức, những cái giá trị tốt đẹp hơn vào cái thời điểm hiện tại công nghệ đang phát triển như thế này và cũng như là các bạn có thể tăng được thu nhập cho bản thân trong tương lai. Tất cả các kiến thức được mình và cũng như là team của mình chia sẻ trên kênh hoàn toàn là miễn phí. Nếu bạn quan tâm đến nội dung này thì các bạn có thể truy cập vào đây nha. Để nhận các video của mình hàng tuần và cũng như là ủng hộ mình vì những video mình chia sẻ đến cho tất cả các bạn đều là những video hoàn toàn miễn phí. Đăng ký kênh ngay và hẹn mọi người tại kênh YouTube Gớm Thủ Dạy Kiếm Tiền Online. Bye bye mọi người.